Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, mưa liên tiếp dồn dập khiến cho nhiều vùng trũng thấp ven sông suối ở khu vực Nam Trung Bộ đã bị ngập nặng, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc vì sạt lở, nhiều xã đã bị chia cắt. Thống kê đến cuối giờ chiều ngày hôm nay đã có 3 người dân bị lũ cuốn trôi và mất tích. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện một số tuyến đường lên các xã vùng cao của huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn đã bị chia cắt. Đến chiều tối nay, có hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập nước, khoảng 3.000 hecta lúa mới gieo xạ bị úng ngập sâu. Tại huyện Hoài Nhơn, do lượng mưa lớn kết hợp với hồ Cẩn Hậu, xả lũ đã gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi. Hiện các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở nặng. Lũ dâng cao làm vỡ hồ nuôi cá và cuốn trôi một nam thanh niên, hiện đã tìm thấy thi thể. Chiều hôm qua, em Trần Thị Lệ Thủy, 15 tuổi, đi qua cầu Phú Phong ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn cũng bị trượt chân rơi xuống sông Côn. Em bị nước cuốn mất tích, hiện chưa tìm thấy. Còn tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài liên tiếp 2 ngày qua đã gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi. Tại xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, nước sông dâng cao cuốn 4 công nhân thủy điện Đắc Re, 3 người may mắn đã bơi được vào bờ, người còn lại hiện vẫn mất tích. Thưa quý vị, đến ngày hôm nay các tỉnh miền Trung vẫn có mưa rất lớn khiến cho mực nước trên các sông lên nhanh. Nhiều hồ chứa đã tiến hành xả lũ, gây ngập úng ở khu vực hạ du. Lượng mưa tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đo được ở mức khá lớn. Riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến mưa rất to, với tổng lượng mưa 24 giờ qua phổ biến trong mức từ 100-200mm. Lượng mưa sẽ vẫn duy trì trong 2 ngày tới, nên khả năng lũ trên các sông lên rất nhanh. Đáng lo ngại nhất là tại sông Trà Khúc, tại Trà Khúc ở mức 4,5m, dưới báo động 2 0,5m. Sông Vệ tại sông Vệ ở mức 5m, trên báo động 3 0,5m. Sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức 7,3m, trên báo động 2 0,3m. Sông Côn tại Thạnh Hòa lên mức 8,7m, trên báo động 3 0,7m. Trước diễn biến xấu của thời tiết, 12 giờ trưa ngày hôm nay, nhà máy thủy điện Hương Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 300 m khối một giây. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương này yêu cầu nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy trình để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong lúc công nhân đang vận chuyển phôi thép lên xà lan thì số thép bị sạt nghiêng, khiến cho xà lan nghiêng theo và chìm xuống sông Đồng Nai, gây tràn khoảng 100 lít dầu. Đến chiều ngày hôm nay, thì các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp xử lý dầu tràn và trục vớt xà lan. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 30 tháng 11, xà lan trọng tải 500 tấn do tài công Huỳnh Công Danh, 38 tuổi, ngụ tại tỉnh Cà Mau, điều khiển cập bến tại cảng bên sông, sông Biên Hòa để tiếp nhận phôi thép. Khi công nhân đang vận chuyển các thanh phôi thép lên xà lan, thì bất ngờ số thép này sạt nghiêng sang một bên khiến cho xà lan cũng bị nghiêng theo. Lúc xảy ra sự cố, 5 người đã kịp thoát thân nhưng một lượng lớn dầu đã tràn ra sông Đồng Nai. Song song với việc xử lý môi trường, lực lượng chức năng cũng đã bàn giải pháp để trục vớt xà lan bị chìm. Thưa quý vị, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Tà Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, khiến cho 4 người tử vong. Nạn nhân không ai khác lại chính là người thân và bố ruột của nghi phạm gây án. Đối tượng gây án được xác định là Phù Minh Tuấn, 32 tuổi. Vào thời điểm trên, Tuấn cầm dao và chém chết bố của mình là ông Phù Láo Tả. Tiếp đó, Tuấn giết cháu ruột là Phù Thị Tuyết. Không dừng lại ở đó, đối tượng Tuấn tiếp tục đi xe máy sang nhà bà Thím, cách đó gần 1 km là bà Tải Lờ Mở, sát hại bà Mở và chém bị thương cháu trai là Phù Láo Sán. Nhận được tin báo, anh Phù Văn Thịnh, 23 tuổi, là dân quân thôn, đến hiện trường thì cũng bị Tuấn đuổi chém. Hiện tại, 4 nạn nhân được xác định là chết tại chỗ, chỉ còn anh Phù Láo Sán đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phù Minh Tuấn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Được biết, Tuấn có tiền sử bệnh tâm thần. Năm 2015, anh ta từng chém chết con ruột và bị công an bắt giữ. Sau đó, đối tượng được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Hà Nội và mới trở về địa phương vào tháng 7 vừa qua. Một số người trong thôn cũng cho biết thêm, gia đình anh Tuấn có tiền sử ba đời bị tâm thần. 3 ngày trước khi gây án, đối tượng không ăn uống gì, có biểu hiện nghiến răng ken két, chảy dãi, mắt dại ra, nhưng gia đình thiếu quan tâm nên mới xảy ra vụ thảm sát.
Những vụ thảm sát do người mắc bệnh tâm thần gây ra không phải là ít. Và theo số liệu thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có đến 9 triệu người, tức là chiếm khoảng 10% dân số có các triệu chứng của bệnh tâm thần thường gặp. Trong đó có khoảng 200.000 người bị bệnh tâm thần nặng. Tuy nhiên, cả nước hiện chỉ có 26 trung tâm chăm sóc điều trị cho khoảng 10.000 người bệnh tâm thần. Số người bệnh còn lại thì vẫn sống trong cộng đồng và tất nhiên là có thể gây hiểm họa cho toàn xã hội. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng về vụ cháy nhà xưởng khiến cho hai người phụ nữ tử vong và một người nhập viện xảy ra vào hôm 28 tháng 11 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, thì nguyên nhân ban đầu để xảy ra cháy là do chạm và chập điện. Theo thông tin từ phòng cháy chữa cháy quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu điện câu mắc tại khu vực đặt máy tính dưới tầng trệt căn nhà bị chạm, chập làm phát sinh hồ quang điện. Lửa sau đó bén vào các vật dụng dễ cháy rồi cháy lớn, bùng phát lên tầng 1 của ngôi nhà khiến cho hai phụ nữ tử vong là chị Trần Ngọc Bích, 47 tuổi và chị Thái Hiếu Sinh, ngụ tại quận Thủ Đức. Chị Phạm Thị Thùy, 29 tuổi, ngụ tại quận 9 bị bỏng thương tích 7% và bị nhiễm khí CO, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn diện tích căn nhà với diện tích khoảng 8 x 15m2. Toàn bộ hàng hóa của hai công ty Việt Farm, kinh doanh nệm trẻ em và văn phòng đại diện công ty dược hóa chất Hoàng An đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vào trước thời điểm xảy ra vụ cháy, có một xe tải đưa hàng là đệm mút, sau đó thì khói lửa đã bùng lên dữ dội. Trong một thông tin liên quan, ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện tổng kiểm tra toàn diện về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa như là quán karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn của thành phố. Bắt đầu từ chiều nay, các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy như diện tích, ánh sáng, lối thoát hiểm, vật liệu xây dựng, biển bảng quảng cáo và các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng thì sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động, đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh tự phá dỡ các phần sai phạm và khắc phục, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy mới cho phép hoạt động trở lại. Đối với các chủ đầu tư và cá nhân vi phạm sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật. Thông tin tiếp theo về sự việc một nữ sinh viên đã nhiễm viêm não mô cầu ở ký túc xá tại Hà Nội. Cho đến thời điểm này thì các bác sĩ khẳng định một ổ dịch viêm não mô cầu đã hình thành tại nơi nữ sinh này đang ở. Bằng chứng là vừa có thêm hai người bạn cùng phòng ký túc xá với bệnh nhân được xác định là dương tính với vi khuẩn viêm não mô cầu và nhập viện điều trị với bệnh cảnh nặng nề hơn. Ba nữ sinh học cùng một lớp, ở cùng một phòng trong ký túc xá và nay lại nằm chung một buồng bệnh cách ly. Trần Thị Thanh Vân nhập viện hôm trước. Hôm sau, hai bạn còn lại cũng được xác định dương tính với vi khuẩn viêm não mô cầu và lập tức nhập viện. Hiện tại, cả ba được điều trị bằng kháng sinh và diễn biến bệnh khả quan. Trước hôm bị thì em có nhức mỏi đau cổ đằng sau ạ. Và đến lúc khi bị thì chân tay em mỏi ạ. Buồn nôn, đau đầu chóng mặt ạ. Theo các bác sĩ, viêm màng não do não mô cầu là bệnh lây qua đường hô hấp, nhưng rất may kháng sinh điều trị rất đặc hiệu với vi khuẩn này. Vấn đề là cần phát hiện bệnh sớm, bệnh nhân mới không bị nặng. Thí dụ như trước 3 trường hợp này thì lại không có cái dấu hiệu gì cảnh báo cả. Nên là cũng rất là may mắn là cái kết quả xét nghiệm dương tính sớm. Nên là chúng ta cũng thực sự là vừa giờ cũng là phát hiện ra được. Theo các chuyên gia, bệnh viêm màng não do não mô cầu thường xảy ra ở người trẻ. Trong tự nhiên, ổ chứa của vi khuẩn não mô cầu chính là cơ thể người, cụ thể là mũi, hầu họng. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp. Khi người lành tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra từ người mang vi khuẩn. Bệnh viêm màng não do não mô cầu thường gia tăng vào mùa đông xuân. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng và họng bằng dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Tiêm vaccine cho cả người lớn và trẻ từ 2 tuổi trở lên. Khi thấy một người có các biểu hiện nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi, điều trị kịp thời.
Một thông tin vui với người dân Hà Nội, trong thời gian tới, những bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa sẽ có cơ hội được giáo sư bác sĩ người Pháp Roen Leroy, một chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật nội soi trực tiếp phẫu thuật. Sáng ngày hôm nay, ca mổ nội soi đầu tiên đã được giáo sư thực hiện tại Bệnh viện Saint Paul, Hà Nội. Bệnh nhân được phẫu thuật mắc ung thư đại tràng giai đoạn sớm. Ca mổ được truyền hình trực tiếp sang Bệnh viện Việt Đức để các bác sĩ có thể theo dõi và học hỏi kinh nghiệm. Giáo sư, bác sĩ Joe Leroy cùng các chuyên gia của Bệnh viện Saint Paul cho biết ca mổ này nhằm trình diễn những kỹ thuật mới nhất mà thành phố Hà Nội đang áp dụng tại Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Bệnh viện Saint Paul. Đó là hệ thống phẫu thuật nội soi có độ phân giải 4K, độ phân giải gấp 4 lần HD thông thường, hiện đại nhất thế giới trong thời điểm này. Giáo sư Joe Leroy cho biết, ông cùng các chuyên gia sẽ dành ra từ 10 đến 15 ngày trong một tháng để có thể phẫu thuật và đào tạo các bác sĩ ngoại khoa ở Việt Nam. Như VTC đã đưa tin, ngày 2 tháng 11, bệnh nhân Nguyễn Thị Thuận sinh năm 1981, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã tử vong bất thường sau khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cắt amidan. Liên quan đến nguyên nhân gây ra cái chết của chị Thuận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Hòa cho biết bệnh nhân tử vong là do sốc phản vệ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế tỉnh Nam Định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả, hội đồng chuyên môn xác định việc chỉ định phẫu thuật cắt amidan là đúng, các quy trình chuyên môn được thực hiện nghiêm túc, căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và quá trình diễn biến của bệnh. Hội đồng kết luận bệnh nhân Nguyễn Thị Thuận tử vong do sốc phản vệ. Trước đó, bệnh nhân Thuận nhập viện và được các bác sĩ chẩn đoán viêm amidan mãn tính quá phát và được chỉ định mổ, sau đó đã tử vong. Theo tin từ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có 86 người dân ở địa bàn huyện đang nhập viện trong 2 ngày, 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh Anh Thi ở ngã tư chợ An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Sáng ngày 28 tháng 11, người dân đã mua bánh mì tại quầy hàng Anh Thi để ăn. Đến trưa cùng ngày, nhiều người có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và được đưa vào cấp cứu tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Đặc biệt là có trường hợp cả gia đình 4 người đã phải nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan liên ngành đã kiểm tra cơ sở bánh mì Anh Thi và lấy 9 mẫu, trong đó 7 mẫu vật thực phẩm tại cơ sở và 2 mẫu tay của người đứng bán. Hiện cửa hàng này đã bị đình chỉ tạm thời, buộc đóng cửa 7 ngày chờ kết quả xét nghiệm. Chất lượng nước mặt tại nhiều lưu vực sông của Việt Nam, đặc biệt là sông Cầu và sông Đồng Nai, diễn biến hết sức phức tạp theo chiều hướng xấu khi ô nhiễm nặng nề hơn theo thời gian. Đây là thông tin vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra trong hội nghị về tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông được tổ chức sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo đó, chất lượng môi trường nước, đặc biệt là nước sông nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng như là các đoạn chảy qua khu vực nội thành, nội thị, khu công nghiệp, làng nghề. Dự án tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực sông được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổ chức JICA của Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, nâng cao khả năng thực thi pháp luật cho cán bộ ngành tài nguyên môi trường, trong đó có các cán bộ ở địa phương. Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông, góp phần đưa luật bảo vệ môi trường năm 2014 vào thực tiễn. Tại hội thảo năng lượng gió vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Năng lượng cho biết, trong tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu nâng giá điện gió, điện mặt trời nhằm thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Việt Nam vẫn được nhận định là quốc gia có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng gió, đặc biệt là khu vực phía Nam. Thế nhưng hiện tại mới chỉ có Bạc Liêu và Bình Thuận triển khai các dự án năng lượng xây dựng và điện gió. Các nguyên nhân chủ yếu do suất đầu tư dự án điện gió cao so với nguồn điện truyền thống, giá mua điện gió chưa đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, nguồn cung cấp linh kiện, thiết bị và dịch vụ trong nước còn hạn chế, nguồn nhân lực kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu, thị trường vốn còn hạn chế. Với công suất đạt gần 100 MW, nhà máy điện gió Bạc Liêu là nhà máy điện gió lớn nhất ở nước ta hiện nay. Dự án Tuy Phong ở Bình Thuận đã hòa mạng lưới điện quốc gia vào tháng 9 năm 2016, giai đoạn 1 gồm 20 trụ điện gió với chiều cao cột 85m, đường kính quạt 77m, công suất 1,5 MW một tua bin, tức tổng công suất đạt 30 MW. Được biết là một trong những khó khăn lớn nhất của ngành điện gió nước ta là chưa tìm được các nhà đầu tư chiến lược. Thế nhưng, bắt đầu từ tháng 12 này thì Việt Nam sẽ có giá mới về điện gió nhằm thu hút hơn các nhà đầu tư.
Bắt đầu từ năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra đất đai trên diện rộng. Đây là kế hoạch nằm trong đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai đến năm 2020. Thông tin này vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa vào sáng nay tại hội nghị tập huấn thanh tra cho các cán bộ của hơn 60 tỉnh thành trong cả nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết việc thanh kiểm tra đất đai sẽ được tiến hành từ các cấp, đặc biệt là ở Ủy ban Nhân dân các cấp. Các huyện, các xã sẽ tiến hành thanh kiểm tra việc chấp hành thủ tục hành chính từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến thời điểm thanh kiểm tra. Dự kiến mỗi tỉnh sẽ kiểm tra tại 5 huyện, mỗi huyện sẽ thanh kiểm tra tại 2 xã. Nếu như phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết đến năm 2018 sẽ tập trung thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năm 2019, thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp. Năm 2020, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý sử dụng đất trồng lúa. Hôm nay mùng 1 tháng 12 là ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS. Vâng, đã có một thời, đi đến đâu thì người ta cũng có thể thấy những khẩu hiệu như là HIV/AIDS là đại dịch của toàn nhân loại hay là HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ. HIV/AIDS không có thuốc chữa. Và điều hiển nhiên là người dân ai ai cũng khiếp sợ với căn bệnh này. Cho tới thời điểm này thì Việt Nam cũng như là nhiều nước khác ở trên thế giới đang rất nỗ lực trong công cuộc tiến tới chấm dứt căn bệnh này, dù có lẽ là sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Năm nay, khi mà các tổ chức quốc tế đang cắt giảm kinh phí viện trợ cho công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, bảo hiểm y tế đang được xem là phao cứu sinh cho người có HIV. Và tuy nhiên, có rất nhiều người có HIV lại không muốn dùng tấm thẻ bảo hiểm y tế để điều trị, vì họ sợ lộ danh tính. Theo thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho tới thời điểm này tỷ lệ người có HIV tham gia bảo hiểm y tế hiện còn quá thấp. Nhiều người không sẵn sàng dùng thẻ vì sợ lộ danh tính. Ngoài ra, một số vướng mắc trong hệ thống y tế cũng như là sự kỳ thị của cộng đồng đang là rào cản để người có HIV tiếp xúc với các dịch vụ y tế. Cùng với đó, nhiều cơ sở khám chữa bệnh cho người có HIV không đủ điều kiện để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả với cơ quan bảo hiểm xã hội. Cụ thể là quỹ bảo hiểm y tế chỉ có thể chi trả cho các dịch vụ y tế thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế và cho các cơ sở y tế có chức năng khám chữa bệnh, nhưng phần lớn các cơ sở đang điều trị HIV/AIDS hiện nay không có chức năng khám chữa bệnh nên không được bảo hiểm y tế thanh toán. Và điều này càng gây khó khăn cho công tác điều trị cho người có HIV và tiến tới thanh toán căn bệnh này vào năm 2030. Hiện nay thì Bộ Y tế đang đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần gấp rút kinh nghiệm và kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS để thực hiện được khám chữa bệnh HIV/AIDS do bảo hiểm y tế chi trả. Theo thống kê của Bộ Y tế thì hiện nay cả nước có khoảng 100 người đang điều trị ARV. Có một thực tế là tại Việt Nam, công tác phòng chống HIV/AIDS ngày càng gặp khó khăn hơn khi các nguồn viện trợ sẽ chấm dứt vào cuối năm 2017. Điều này đồng nghĩa là những người nhiễm HIV/AIDS sẽ không được cấp phát thuốc ARV miễn phí nữa. Khi đó thì bảo hiểm y tế sẽ là chiếc phao cứu sinh cho người có HIV. Tuy nhiên, muốn tham gia bảo hiểm y tế thì người có HIV phải công khai danh tính của mình. Vậy những người nhiễm HIV/AIDS có sẵn sàng công khai hay không? Những tâm tư chia sẻ của những người trong cuộc sẽ giúp cho quý vị nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này. Tìm về gia đình chị Vũ Thị Xuân và anh Vũ Xuân Huệ, chủ nhiệm câu lạc bộ Khát vọng tình thương, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cặp vợ chồng đầu tiên công khai việc mình bị nhiễm HIV. Hơn 10 năm, tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ, cũng bằng chừng ấy thời gian, hai vợ chồng tới từng nhà người có HIV gõ cửa để kêu gọi mọi người công khai danh tính. Họ lại càng thấu hiểu những khó khăn để một người có HIV tự thừa nhận mình bị nhiễm bệnh. Ra là những người nhiễm HIV, nói thật cho chị rằng là nhiều những người là biết người ta nhiễm HIV rồi, nhưng với gia đình lúc người ta còn điều kiện là người ta cũng ẩn nấp, người ta không công khai ra đâu. Trừ những khi bệnh nặng thì phải đi đến bệnh viện, thì lúc đấy là người ta phải cần đến cầu cứu. Còn vì là nói ra thì mọi người kỳ thị, xong xin làm việc nó rất là khó. Nếu như bạn vào một cái công ty đúng không, thì chắc chắn là cái công ty đó sẽ có bảo hiểm cho bạn. Đấy, đấy. Nhưng nếu bạn công khai danh tính mà bắt buộc cái thuốc ARV mà chuyển vào qua bảo hiểm thì phải công khai danh tính thật. Thì công khai danh tính thật đó thì chắc chắn người công nhân đó sẽ gặp rất nhiều cản trở trong công việc.
tại cơ sở y tế điều trị cho những bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn huyện Kim Sơn, chỉ có hơn 50% bệnh nhân đang điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện thuốc vẫn được cấp miễn phí, không cần khai báo thông tin cũng như bảo hiểm y tế. Nhưng một năm sau, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí mua thuốc ARV với những đối tượng này sẽ trở thành gánh nặng lớn. Và khi đó, nhiều khả năng dịch bệnh có thể quay trở lại do người có HIV/AIDS bỏ điều trị. Những cái bệnh đó nó có thể lây lan sang ra ngoài môi trường, ví dụ như nào chẳng hạn. Đấy, nó có nguồn đường lây, mà đặc biệt là nguồn lây bằng không khí có. Vậy thì khi không tham gia bảo hiểm như thế mà cái cấp viện trợ mà đã bị cắt giảm như vậy mà người ta không tham gia thì cái nguy cơ đến cái có cái việc dịch đó. Hiện cả nước mới chỉ có khoảng 30% số bệnh nhân HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế. Còn số này còn quá khiêm tốn, đặc biệt mốc thời gian 2017 đã đến rất gần. Điều khiến nhiều người lo ngại hơn là khi viện trợ cắt, những bệnh nhân này không có tiền theo đuổi chữa trị, hàng nghìn người sẽ bỏ thuốc, kéo theo nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất lớn. Không chỉ có vậy, công tác phòng chống HIV/AIDS tiếp tục trở thành bài toán khó khi mà vài năm trở lại đây, con đường lây truyền căn bệnh này đang có sự thay đổi. Nếu như là trước năm 2000, con đường lây nhiễm chủ yếu là qua tiêm trích, sử dụng chung bơm kim tiêm, thì nay, những người nhiễm HIV lại chủ yếu bị lây qua đường quan hệ tình dục không an toàn. Chưa hết đau buồn sau cái chết của chồng, năm 2005, chị H lại phải trải qua một cú sốc lớn khi biết mình dương tính với HIV. Chị cũng chẳng thể ngờ người truyền bệnh cho mình lại chính là người chồng vừa qua đời. Trước khi mà đã lấy mình ấy, thì chắc là cũng có quan hệ ở ngoài. Vì là khi mà anh ấy ốm ấy, thì là mình có về trên quê và cũng biết là ngày trước anh cũng có đi quan hệ. Năm 2010, chị đã xin làm nhân viên hỗ trợ tại phòng khám ngoại trú dành cho bệnh nhân HIV tại Bệnh viện Đống Đa. Với mong muốn công việc này sẽ giúp chị quên đi bệnh tật, đồng thời giúp đỡ những người nhiễm HIV khác. Biết những cái kiến thức ấy, mình đi học tập huấn và biết những kiến thức thì mình muốn chia sẻ với các bạn, hỗ trợ các bạn trong cái việc mà phòng chống HIV. Thế nhưng, câu chuyện của chị H lại không hiếm gặp. Bởi theo các chuyên gia, mô hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam thay đổi từ lây truyền chủ yếu qua đường máu, tiêm trích ma túy sang đường quan hệ tình dục không an toàn. Những người nhiễm HIV mới trong giai đoạn hiện nay không còn tập trung trong nhóm có hành vi nguy cơ cao, mà xảy ra nhiều trong nhóm những người dễ bị tổn thương như vợ, bạn tình của người nhiễm HIV, vợ hay bạn tình của người tiêm trích ma túy. Những người nhiễm HIV lây qua đường tình dục có thể là có thể xảy ra ở bất cứ ai, bất cứ người đó ở trong những thành phần nào trong xã hội. Như là cái việc mà chúng ta có những cái quan hệ không an toàn với một người nhiễm HIV thì cái người đó có thể lại là cái nguồn lây cho HIV cho vợ hoặc chồng. Điều đó có nghĩa là mặc dù tốc độ lây lan của HIV đã giảm, nhưng dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến khó lường và tiềm ẩn các yếu tố có thể gây bùng nổ dịch. Và sự thay đổi này cũng ảnh hưởng tới mục tiêu 90-90-90 của Việt Nam. Cũng ảnh hưởng đến cái mục tiêu đó bởi vì chúng ta tập trung vào những người nhiễm HIV trước đây là các cái nhóm nguy cơ cao. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là mọi người, mọi thành phần trong xã hội đều có thể bị nhiễm HIV. Được biết, tiếp tục làm giảm nhanh, tiến tới thực hiện thành công mục tiêu 90-90-90 vẫn là ưu tiên của chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng không có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để kiểm soát sự lây nhiễm HIV trong cộng đồng, thì không chỉ chị H mà nhiều người vợ khác sẽ là đối tượng có nguy cơ mắc HIV cao.